Nè tụi con, cái chuyện này đó nó không có ma, không có quỷ, mà không có bùa chú gì hết trơn trời á. Tụi con chịu vô không? Ủa vậy có tiền hay công chúa không? Có tiền vô không? Hả? Gì chứ? Chàng rể thông minh. Thông minh hay là thông anh? Thông anh. Sao? Tưởng gì? Chứ thông minh á là coi mình kéo vô hết cho vui. Thông anh là gì? Thông anh là vậy nè. Ủa? Gì kỳ vậy? Lại mắt bị sao hả anh? Ừ, là không thấy đường á. Thôi, tụi con ở nhà đi. Ông vô đây chút xíu rồi, lần nào xíu thôi, rồi ông về à. Ừ. Chứ tụi con mà vô trong này là hỏng chuyện hết. Ở nhà nha. Ông đi nha. Chàng rể thông minh. Trời đất ơi, đi đứa gì kỳ cục vậy? Đôi guốc của mình đâu rồi? Guốc của mình đây rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái chân của tôi, cái guốc của tôi cậu ơi. Ủa? Cái guốc của cậu ngoài sau lưng đâu nè. Ủa? Không thấy đường hả? Đâu có. Thấy sao không thấy? Guốc tôi để ở sau á, tôi sợ là người ta hả ăn cắp đôi guốc của tôi. Đi đâu đó? Đi đâu đó? À, dạ. Đi giờ đi đâu? Tôi đi kén rễ. À, chú. Hả? Chú cũng đi kén rễ đúng không? Trời đất ơi, thần kén rễ tôi già khăn, kén rễ cái gì? Mà biết cậu chưa? Tôi tính đi hỏi người ta nè. Tiện thể chú ở đây nè, chú chỉ giúp tôi đi. Tôi biết. Chú biết hả? Rồi tôi dẫn chú đi nha. Hết khỏi. Tôi trai chán gì, cần gì để ông già dẫn đi. Rồi. Chú cứ chỉ đi, tôi đi thẳng tới nơi cho chú coi. Đi theo tôi. Dạ. À, chú. Gì đó? Hướng nào chú? Đây nè. Dạ. Gì đó? Đường này nè cậu. Đường này nè, bên đây nè. Đi theo tôi nha. Tôi biết rồi, tôi thử chú thôi đó. Chú đi trước đi. Cha nội thông minh không thấy đường. Trời ơi, mà bà đặt tài lanh. Thôi mình cũng hướng dẫn cho đi. Để tới nơi chơi chốn cho nó xong việc cho rồi đi mà. Đi. Chú. Gì nữa? Chú già và da chú chắc khỏe quá ha. Lành dữ. Tới nhà đó, cậu vô đi, tôi đi nha. Tới rồi không? Ừ. Ông lão. Ông lão. Trời đất ơi, để giúp người thì giúp cho chót. Đưa người ta thẳng vô bên trong luôn đi. Bỏ ngoài này, biết sao vô trong nữa. Chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ nha. Cứ tự nhiên nha. À, tự nhiên nha cậu. Ủa, bà, cái cậu kia làm gì mà cứ đứng sờ soạn cái cửa nhà mình vậy? Sao giống như đứng đo cửa vậy? Đi. Cho ông già này thiệt tình, để giúp người giúp nè, cho chót đi. Cậu, làm gì vậy? Xin hỏi, ông đây là... Trời ơi, cả làng này ai không biết ổng, ổng là bá hộ, bộ con không biết hả? Dạ, vậy là xin chào ông bá hộ. Dạ, tôi chắc chắn đây là bà bá hộ. Dạ, bà đẹp quá, trẻ nữa. Dạ, chào bà. Tôi
Đây là ông bá hộ, còn đây mới là bà bá hộ nè. Không phân biệt được hả? Tôi với giống bộ giống nhau lắm hả? Dạ, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, mặt ai cũng giống nhau, đẹp đều. Dạ. Nè, cậu làm gì á mà cứ đứng sờ soạn cái cửa hoài vậy? Vô không vô, ra không ra là sao hả? Dạ, cái này thú thiệt với bà, thú thiệt với ông là hả, vô đây thấy bộ cửa nhà mình đẹp quá, giống y chang bộ cửa nhà tôi vậy đó, rất là sắc sảo. Tôi kiểm tra coi chất lượng gỗ có tốt bằng nhà tôi không. Vậy là nhà cậu này cũng rộng rãi, đúng thuộc rồi. Thành phần khá giả. Đúng rồi đó, ông sáng láng nữa. Ừ. Dạ, ông bà tinh ý ghê. Tôi chỉ nói bộ cửa mà ông bà biết ra nhà cửa tôi như thế nào. Dạ. Thôi được rồi, đòi xong rồi, mời cậu vô ăn với anh em đi. Dạ, dạ, chào ông bà. Dạ, vô ăn. Dạ. Ê, đậu. Trời ơi, trời ơi. Làm gì vậy, đo cột nữa hả? Gỗ tốt hả ông bà? Dạ, tốt. Sao? Tò mò quá, ngồi đi. Chào các cậu. Rất vinh hạnh khi mọi người đến đây đông đủ để dự cái hội mà cán rễ gia đình của tôi. Để nhân dịp này, tôi xin gửi tặng đến quý vị khán giả một bài hát có mang tên là... Bà. Dạ. Chưa tới, đó chờ giải lao. Bây giờ kêu con gái mình ra, cho ta coi mắt cái đã. Tôi quên. Trời ơi, tôi thấy đông đủ và tôi vui quá à. Cho nên là tôi nôn nao rồi, tôi muốn hát mà. Ta coi mắt con gái bà. Ủa bà nôn. Kêu đi. Con gái à? Mình là cũng phải cặp đồ, mở mắt to há hốc miệng, vừa cặp đồ khen ngợi cô gái này đẹp. Điện rồi, điện rồi, mấy cậu ta biết không có giống như lãnh hợp vô tục tử, không có đam mê, nhan sắc. Có lý. Mọi người ăn tự nhiên lên nha, cứ tự nhiên lên hết á, tại sao còn nhiều lắm cứ kêu lên nha. Bữa nay có vị tới là quý lắm, tôi rất là vui. Ông thấy lạ chưa, hồi nãy giờ á thịt không ăn, ăn toàn là rau không à. Cậu ăn có ngon miệng không? Dạ cảm ơn ông bà, ông bà hào phóng quá. Đồ ăn rất là ngon. Sao tôi thấy cậu ăn rau hoài vậy? Ai chơi ác, để ngay dĩa rau trước mặt mình là mình cứ gấp được đúng một món rau. Tức thiệt. Dạ, không giấu gì ông bà, tuy gia đình tôi khá giả, nhưng mà từ nhỏ tôi đã được giáo dục là làm cái gì phải tiết kiệm, ăn uống là phải thanh đạm. Vì vậy mỗi khi mà đi ăn cỗ, tôi chọn rau để ăn cho thanh đạm. Đó, bà thấy không? Con nhà có căn cơ, ta giáo dục ăn uống cũng phải đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải giống cái đám háo ăn bên kia. Thấy rượu thịt cái tấp. Tôi phải công nhận nha, từ tư cách cho tới sắc diện nha, tôi chấm đó. Có điều tôi thắc mắc một điều nè, cặp mắt không được bình thường, nói chuyện không có nhìn thẳng vào mặt mình nha. Thường thường quân tử phải nhìn mặt nhau mà nói, đằng này á ngó đâu đâu, thỉnh thoảng ngó lên nóc nhà nữa, còn lộn tôi qua ông qua tôi nữa. Nhiều khi á nó hồi hộp quá nên lộn vậy thôi. Thôi cứ để từ từ coi sao. Mà tôi thấy con gái mình á có vẻ là thích cậu ta đó. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Nè, cậu ăn miếng thịt đi nha. Đó, mặc dầu á là quen ăn tiết kiệm rồi, nhưng mà đây á là cái món này là ngon nhất ở đây nè. Dạ. Cậu ăn đi. Dạ, cái này là nể tình bà tôi mới ăn, chứ tôi ăn món thanh đạm quen rồi. Trời ơi, ăn đi cậu, ngon lắm đó. Mình phải đi hướng nào đây? Đây này.
Nhất ơi, ông lão ơi, ông đã đưa tôi vô đây thì tại sao ông không đưa tôi về luôn đi? Giờ sao đây? Ủa cậu, sao còn đứng đây? Khách khứa tạng uống về hết rồi, cậu đứng đây làm gì vậy? Dạ, thật sự á, con đứng ở đây á là mong chờ ông bà ra để con chào trước khi về. Đó, bà thấy không? Con nhà nha giáo, nói năng á thì lễ phép, ăn uống thì đàng hoàng. Nè, cậu có đồng ý làm con rể tôi không? Tôi gả cho. Nếu đồng ý á, về kêu mai mối tới đi. Dạ được. Cảm ơn ông. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm. Lộn. Bà chứ không phải ông. Dạ, ông đâu rồi bà? Ông đây nè. Vào đây. Dạ con. Nè, chào phải không? Từ từ, để tao đổi chỗ. Rồi, chào đi. Rồi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Dạ con về. Con về rồi, con kêu bà mối tới. Dạ, rồi con về. Đi đâu vậy? Dạ. Đi ra đường vô trong nhà. Đi thẳng đường này mới về nè. Dạ không, con muốn gặp tiểu thơ, con chào tiểu thơ trước khi về. Trời ơi. Thằng đó lễ phép quá. Thôi được rồi, con cứ về đi. Để ông vô nói lại nói cho. Đi con. Dạ. Đi về đi con. Đi. Đi thẳng đi con. Đi thẳng. Dạ đi thẳng. Dạ. Dạ. Khoan, mày chào. Bà đổi chỗ. Rồi mày chào đi. Dạ con về. Coi chừng nha. Trời ơi. Thằng này tội nghiệp hay bối rối không? Vậy đó. Kìa con gái. Sao nào? Con? Nè. Con có đồng ý á thấy cậu này làm chồng không? Nếu đồng ý thì bắt gả cho. Con. Anh mẹ thấy á, thằng này nè, tính ăn hết ở, nó đều tốt hết cho con. Hơn nữa sắc diện của nó lại sáng sủa nữa. Con thấy thì sao? Chịu không? Con đồng ý. Vậy thì hay quá. tốt lắm. Cháo gà đi con. Ăn đi con, ăn cháo cho nó nóng. Con đang đọc cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, con đang đọc sách Thánh Hiền thưa mẹ. Hình như con cầm ngược rồi kìa con. Ngược sao coi được con? Mẹ à, người đọc sách Thánh Hiền giỏi không phải là chỉ có một cách đọc xuôi đâu mẹ. Mà những người học sâu, học rộng còn biết cách đọc ngược, đọc từ trên xuống dưới, đọc từ dưới lên trên, thậm chí đọc từ phải qua trái và từ trái qua phải nữa cơ mẹ. Độc đáo thiệt nha, con quả là một người đặc biệt đó, lần đầu tiên mẹ mới nghe vậy đó. Ôi, hay quá, con quả là tài giỏi. Nhưng mà con à, có thật mới giật được đạo. Con ăn đi con, ăn mới có sức khỏe rồi học tiếp nha ông con. Mẹ cứ để đó cho con. Chuyện ăn là chuyện nhỏ, bây giờ con phải tập trung đọc hết cuốn sách Thánh Hiền này đã mẹ. Con rể của mẹ quá là tuyệt vời. Thôi mẹ đi xuống rồi con đọc rồi con ăn nha em con. Dạ. Hết hồn hết vía. Ngày mai không có chơi cái trò nho sĩ này nữa, dễ chết lắm. Ừ.
thơm thiệt. Đúng lúc mình đang đói. Ăn cái đã. Mà không được, mình phải giữ cái giá của mình chứ. Có đói cách mấy cũng không được manh động. Cứ từ từ, đâu có mất đi đâu đâu. Công cha như núi, nghĩa mẹ như nước trong. Ê, trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao mày mày hư quá vậy hả? Trời ơi. Ủa, chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy con? Con ngồi đây mà con chó nó nhảy lên nó ăn con không có thấy hả? Sao con không đuổi nó đi vậy? Trời ơi, làm nó ăn hết đồ của con rồi đây nè. Ây da, trời. À, mẹ à, con sao đâu. Mẹ đừng có tức giận. Con thiết nghĩ con chó là một con vật trung thành. Thì mình cho nó ăn một bữa tử tế cũng đâu có sao đúng không mẹ? Cứ để cho nó ăn đi mẹ. Con nhân từ thì cũng nhân từ về mức độ nào thôi. Con chó nó đâu có thức ăn riêng của nó rồi, nó làm sao mà nó ăn chung với mình được con. Thôi được rồi, để mẹ xuống mẹ làm cái khác cho con ăn nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ vâng lời mẹ. Con chó đáng kiếp. Mày có ngon mày bước lên đây lần nữa, phan cho què giò. Con rể à, mẹ múc cái khác cho con rồi đây nè. Ăn đi con, ăn cho nó nóng nha con. Dạ, con làm phiền mẹ quá. Mà lần này nhớ canh coi chừng con chó nó lên nó ăn nữa đó con. Con biết rồi mẹ. Mẹ xuống dưới bếp đây. Dạ. Tội nghiệp nó ghê vậy đó. Mãi mê đọc sách mà chó nó ăn hồi nào cũng không hay nữa. Mình phải đứng đây mình căng mới được. Cái con chó quỷ này, mày mà lên mình ăn là con nó đánh mày bổ mày luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hứa mới là đạo con. Ngon. Mày dám quay trở lại à? Được rồi, bước lên đi. Tao không quấn mày. Tao là con. Vợ mày vậy? Tôi chết rồi. Mình cứ tưởng là con chó nó đánh cho bỏ tức, ai ngờ đánh trúng bà mẹ vợ. Bây giờ phải làm sao đây? Mà còn tại bà, cái gì cứ sắp sắp vô hoài à? Rình mỏ gì mình. Thưa cha, con làm vậy là có lý do của con. Đồ hỗn láo. Lý do gì? Lý do gì đánh bà? Dạ thưa cha, ông bà xưa ta có câu nam nữ thủ thủ bất tương thân. Tuy biết mẹ là giặc mẫu của con, nhưng đích thực mẹ cũng chỉ là phụ nữ giống như bao phụ nữ khác. Vậy mà mẹ không giữ ý giữ tứ, cứ sáp sáp vào con. Một lần con có thể bỏ qua, nhưng đằng này là lần hai, lần ba. Cho nên con không kìm lòng. Vì vậy con, với lại đúng lẽ trong gia đình vợ phải hầu hạ chồng, có lẽ nào đâu để cho mẹ vợ đi hầu hạ con rể. Thưa cha mẹ, tội của con là tội nóng nảy, xin cho mẹ bỏ qua cho con. Mẹ ơi, chồng con đã giải thích rồi đó. Có lý. Bà thấy không?
Nó là đứa sống có phép tắc. Tôi nhìn người không sai mà. Sao á, bà vô ý quá, cái sáp sáp vô chi. Nó xảy ra chuyện như vậy. Cũng may á, nó là đứa bà đàng hoàng. Chứ gặp á, mấy đứa bà trợn á, tiêu bà rồi. Trời ơi, ông không biết gì trơn, sáp sáp cái gì. Thì tôi thấy nó học bài mệt quá. Rồi tôi thấy con gái mình mệt nhọc. Cho nên tôi cũng phụ con gái người ta. Rồi đem đồ ăn, thức uống lên cho, chăm sóc cho nó. Tôi đâu có ngờ nó nghĩ tôi vậy. Rồi cái thôi lần sau có gì con nhắc nhở mẹ, đừng đánh mẹ nữa nghe không? Con xin lỗi mẹ. Thôi, bà vô đây, tôi lấy dầu để sức cho. Mà quên nữa. Hả? Dạ. Có miếng ruộng trước nhà mình á, đang cần cài gấp, mà tá điền ta bận rồi. Không thấy ngày mai con cài giùm mẹ được không? Dạ, được thưa mẹ. Mấy bữa nay con đọc sách Thánh Hiền cũng ngứa tay ngứa chân rồi. Để nó con làm cho mẹ. Chà. Giỏi 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 giỏi. Mẹ mẹ, để con phụ cho. Mẹ, hồi nãy con đánh mẹ, mẹ có đau không? Tao, bà đứng đây nè. Sao mà cứ lộn hoài, làm tao nhột quá. Thôi vô sức dầu đi. Lộn hoài. Thôi, anh ăn miếng cháo đi. Cảm ơn mình. Anh ăn đi. Lộn rồi con, ruộng đó không phải của mình, ruộng của người ta. Dạ. Anh ơi, sao lại cốt trên đất của người ta vậy? Ruộng nào còn giống ruộng nào, không làm bờ đê ngăn cách là sao phân biệt được. Phiền ghê. Mẹ vợ với vợ biết không? Tại vì con thấy ruộng bên người ta cao hơn ruộng mình, nên con tính ban lại cho bằng. Kẹo mùa mưa tới á, nước tràn qua ruộng mình, úng hết lúa. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê vậy con. Nó siêng năng ghê con ha. Chồng con biết nhìn ra sông lộng mà mẹ. Con à, cái ruộng của mình đó là nằm phía sau lưng con đó. Con chỉ cần quay qua một cái là ruộng của mình đó. Dạ con biết rồi mẹ. Ruộng bên đằng sau con đúng không mẹ? Trời ơi nó siêng ghê con ha. Cút lìa vậy đó. Thương gì đâu quá, thương quá. Mà con ơi, con điều này mẹ hơi thắc mắc con. Từ hồi nó về làm rể tới bây giờ đó con, chưa bao giờ nói chuyện nhìn thẳng hai mẹ con mình á. Khi nào nói chuyện cũng nhìn rồi đâu. Anh biết nhìn xa trông rộng mà mẹ. Thì ra là như vậy. Thôi mình về đi mẹ. Anh ơi, em để nước ở trên bờ, khi nào khác anh ra uống nha. Anh biết rồi. Em cứ để đó đi. Em về trước nha anh. Vợ à, em nhớ đưa mẹ về cẩn thận nha. Anh cuốc hết đám ruộng này anh về. Dạ. Thôi mình về đi mẹ. Mình về đi con. Mệt ghê. Vô. Ăn đi em lấy cơm. Rồi để em. Hay à. Lâu lắm mới được ngồi với con rể của ông bá hộ nha. Hay. Vô thêm hát nữa nè anh em. Mời mọi người. Vô. Vô. Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Anh á, thiệt là có phúc quá nha. Được làm rể con nhà giàu có, quyền quý như vậy nè. Đúng là ông bà bá hộ á. Nhân từ thiệt đó ha. Mà ở đây á, được ở rể nữa. Người ta gọi là chuột sai hổ nếp phải không? Mà ở đây á, giống như là chó chui ngầm trạng á. Anh nói như vậy á, chẳng khác nào với ảnh á, với chó, với chuột vậy đó. Vô đây. Yes.
trai trẻ ơi, nghe ta nói nè, con đừng có giận dữ quá. Ông lão, mà ta sẽ có cái phép cho con sáng mắt. Ông nói thiệt hả ông? Thiệt chứ. Ông có thể làm cho con sáng mắt? Đúng vậy. Dạ, con đồng ý. Trước khi mà ông làm con sáng mắt đó, ông có một cái thắc mắc này. Khi con sáng mắt ra thì cái người đầu tiên con muốn nhìn thấy là ai? Dạ, dạ là vợ con. Ồ, dạ, đúng là một người chồng tốt nha. Bây giờ ông sẽ quá phép cho con sáng mắt nha. Dạ, ông làm liền đi ông. Nghiêng qua đây nè. Dạ. Qua đây chút xíu. Dạ. Nhắm mắt lại. Đừng. Ông lão nè, có phải là con mở mắt ra con sẽ nhìn thấy vợ con đúng không ông? Phải. Từ từ mở mắt ra. Dạ. Con mở nha ông. Mở đi, từ từ mở. Vợ con đây sao? Trời, lộn. Cái phép của ông là tới đây thôi. Còn con muốn gặp vợ con á, con phải chạy nhanh vô nhà nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Vợ ơi, có chừng ta. Vợ ơi, có chừng ta. Có chừng ta. Ủa, ông đi đâu mà lâu quá vậy? Ở đây á, người ta ăn gần hết thức ăn rồi kìa. Bị gì vậy? Tôi đau bụng quá. Ăn cái gì vậy? Tôi chịu không được luôn. Anh có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, anh sao vậy? Xin mọi người tránh ra. Anh có sao không? Anh lại va vào đông đó hả? Khổ thân chồng tôi không? Vợ của tôi đây sao? Em thật là hiền lành, dễ thương và đáng yêu, giống như là anh đã hằng nghĩ vậy đó. Anh đã nghĩ về em như vậy sao? mà không phải, anh không cần nghĩ nữa, mà bây giờ anh đã thấy trước mắt anh, đó là sự thật rồi. Em đã nghĩ tới đây khi anh nhìn em. Em nói vậy là sao? Không lẽ em đã biết anh? Qua mặt được cả nhà cũng chưa chắc. Chưa chắc là sao? Ý mày á là cô vợ của anh cũng biết chứ gì? Thì đó, đúng rồi đó tụi con. Hễ mà thật lòng thương nhau á thì khó khăn gì cũng qua hết trơn. Vấn đề ở đây là phải thành thật với nhau, biết không? Dạ, tụi con biết rồi. Cống nạp một nhân mạng cho Trần Tinh. Theo thông lệ, Hồng đổi lại sự an bình cho bà con trong vùng. Chiếu theo sổ sách, năm nay là nhà họ Lý, tới phiên Lý Thông. Ngày trăng tròn tới phải ra miếu Trần Tinh nạp mạng. Chống lệnh sẽ vừa thiệt thân, vừa gây đại họa cho dân làng. Tuy nhiên, nếu phúc lớn mạng lớn trừ khử được Trần Tinh, thì sẽ được triều đình trọng thưởng. Nếu có duyên còn được phong làm phò mã. Lo, nhà họ Lý mau tuân lệnh.
sống thôn chết tiền thì con chứng giám lọc sạch tâm của má. Con về đây để nhận một chút nhang khói mà má thắp cho con. Mẹ con của má không có muốn làm điều đó với con, nhưng mà tại vì mẹ thương con của mẹ quá, thành ra mẹ phải làm vậy. Mẹ dứt khoát là thế nào mẹ cũng cúng cơm con đủ 49 ngày đó. Anh ơi, má làm cái gì vậy? Nó chết rồi, má dái cho nó, má dái nhỏ nhỏ thôi. Má dái lớn quá, cả làng, cả xóm người ta biết con á, kêu nó ra thế mạng cho con. Rồi quan huyện xuống đây còng đầu con, chặt đầu con rồi sao? Má muốn vậy không? Không có muốn như vậy. Nhưng mà má muốn nói với con là mình phải có cái lòng thành tâm với nó một chút. Dù sao nó cũng thế mạng cho con mà. Rồi con hiểu rồi, giờ má cảm thấy là ái nái đúng không? Ừ. Ngày mai đi ra chợ mua giấy tiền vàng bạc cho nó nhiều, đốt xuống dưới, ở dưới á, mà nó thiếu gì nó có nó xài. Ừ thì ngày mai hai má con mình ra bờ sông á cúng nó. Rồi được rồi. Nhưng mà để má nói cho con nghe nè, mình phải tội nghiệp nó. Má con mình gài cái bẫy để cho nó chết vì con mà. Mẹ ơi. Lý Quỳnh ơi. Má ơi, sao con nghe cái giọng này nó quen quá vậy má? Lạnh quá. Đói bụng nữa. Trời ơi, anh tâm sinh con ơi. Cái giọng này không thể nào mà sai được. Trời ơi. Trời, bây giờ sao giờ đây? Nó mới chết, nó mới chết. Sao nó linh thiêng mà nó về liền rồi kìa. Đi hiện hồn về. Biến đi, biến đi. Chết rồi tự nhiên gì về đây chi vậy? Gì? Chết rồi về đây chi vậy? Ngày mai mua giấy tiền vàng bạc cũng rồi xuống dưới có xài nha. Trời ơi má, với lại Lý Quỳnh sao vậy? Con còn sống nhăn răng đây nè. Không tin phải không? Sờ thử con coi. Đừng có xạo. Trời ơi. Chém không? Chém. Trời ơi, cái này sao chém? Chết rồi xong chơi kỳ vậy? Nhát hoài vậy? Thôi biến giùm tôi cái đi cha nội. Thử sờ thử em coi. Con sao con mới chết mà con hiện hồn về đây sớm vậy? Giờ nó kêu rờ thử coi nó chết chưa kìa. Má rờ đi. Thôi má rờ đi. Mày rờ đi. Má nói là má ai nấy mà. Không ai nấy thôi chứ không dám sờ nó đâu. Già thêm cái nhiên nhát. Con chưa rờ mà. Thôi giờ chưa. Rờ mà mày làm tao hết hồn hả? Thằng quỷ, rờ đi. Nó cười là còn nó còn sống á. Còn sống hả? Còn sống hả? Dạ. Trời ơi, còn sống thiệt. Em còn sống mà. Đây nè. Ơi, cái chân nó đụng đất kìa. Con còn sống mà. Trời ơi, sao hay dữ vậy? Chàng Tân con đã giết rồi nè. Cái gì? Thiệt vậy đó hả con? Dạ. Trời ơi. Đây. Cái gì đây? Thủ cấp của nó đó. Hả? Dạ. Trời, thủ cấp của nó đem về đây làm chi vậy? Lại rờ luôn đi. Không dám sờ đâu, con sờ thử coi. Má nhát mà phải, má phái rờ. Để con nè. Đã nhát là đứng phía sau đi. Phái lên đầu chi. Chàng Tinh phải không? Dạ. Chính em đã chặt đầu chàng Tinh này hả? Đúng vậy. Sao có gì đâu mà nhát bài đặt. Ủa anh, anh tỉnh dậy rồi hả? À, anh uống miếng nước đi. Anh có sao không? Anh làm cho mẹ với em lo lắm đó. Ta thì không có sao, nhưng nhà của mình sắp bị đại nạn rồi, sắp bị chu di tam tộc rồi. Không sao hả anh? Tại đệ với tại ai? Tại đệ. Đúng rồi. Đệ có biết con Chằng Tinh đó là cái con gì không? Một cái con vật mà ông vua ông thương yêu, ngày nào ông cũng cho ăn, ngày nào nó ông cũng tắm cho nó, ông cưng nó như cái gì. Tự nhiên cầm cái búa cái bạc rớt cái đầu con người ta, nghĩ sao không chu di tam tộc. Chết rồi. Bây giờ sao? Trời ơi, tất cả là do đệ gây ra. Còn cái gì nữa? Ngay bây giờ đệ lên triều đình gặp nhà vua để thú tội với nhà vua. Không, đệ có về nhà vua bớt tội cho đệ. Ta biết rồi, nhưng mà không có được đâu. Bây giờ mà để mà lên mà gặp nhà vua thì không, ta nghĩ là thôi để cái chuyện này để ta gánh vác cho. Bởi vì sao? Ta chỉ còn một mình đệ là em của ta thôi, mà mẹ ta cũng còn một mình đệ nữa thôi. Cho nên hay chuyện này để cho ta gánh vác cho nha. Không được đâu Huynh à. Không, mẹ với Huynh vất vả vì đệ nhiều lắm rồi.
Không, đệ không muốn liên lụy tới mọi người nữa. Đệ phải nghe lời của ta. Không, đệ phải nghe lời của ta. Bây giờ ta tính vậy, cái đầu con Chằng Tinh này á, ta sẽ đem một chỗ rồi đó, thật kín đáo, ta sẽ giấu, có thể là nó phân hủy luôn. Còn đệ á, đệ cứ việc đi vô rừng sâu đi, vô thật là sâu 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 sâu, đệ cứ ở trong trỏng đi. Nếu một ngày nào đó mà nhà vua phát hiện được á, ta sẽ gánh vác hết cho đệ. Đệ cứ yên tâm cái chuyện đó đi nha. Nghe lời ta, cứ việc đi đi. Thông Quynh à, không, đệ không đi đâu. Đệ không đi cứ đâu. Cứ đi đi, cứ đi đi, mọi chuyện để ta lo cho, để ta gánh vác hết cho. Nhớ đi nha, thật sâu nha đệ, đừng bao giờ trở về nha đệ nha. Nhớ là đi sâu thật sâu nha. Thằng ngu. Trời ơi, ta lấy cái đầu con Chằng Tinh này ta lên ta gặp nhà vua. Nhà vua sẽ ban thưởng cho ta, sẽ phong ta là đô đốc. Trời ơi, con trai của má giỏi dễ sợ đó. Sao? Hồi nãy giờ má đứng trong nghe hết rồi. Đứng bài đặt nghe lén nè. Bây giờ nhiệm vụ của má là chuẩn bị làm mẹ của đô đốc đi. Thiệt là nhiều cái mà. Đây là Lý Thông, người vừa chặt đầu Chằng Tinh để cúng nguyên với dân làng. Quân đâu, hãy ban cho tráng sĩ một chung ngự tụ. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Ngoài ra, ngươi còn được ban thưởng chức tước và bổng lộc của triều đình. Cảm ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, công chúa đã bị đại bàng bắt đi. Ê, mày nghĩ sao con đại bàng mà gấp công chúa được mày? Xạo, nó xạo đó hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy cứu công chúa ngay. Xin bệ hạ phê chuẩn cho một dũng tướng tài ba nhất để tìm con quả vật. Các ngươi đừng lo, ta đã tìm được tráng sĩ để cứu nguy cho công chúa. Thấy chưa, hoàng thượng nó nói có dũng tướng mà. Xin hỏi hoàng thượng người đó là ai à? Lý Thông, ngươi phải đi tìm đại bàng và cứu công chúa về đây. Nếu không, ngươi sẽ bị chặt đầu ngay lập tức. Dạ, Lý Thông là thần á hả? Thần bị chặt đầu có nghĩa là cái đầu của thần sẽ không còn được nằm trên cái cổ nữa đó hả hoàng thượng? Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Đây nè, chắc chắn là ở đây. Trời, trời đất ơi, hồi sao nó sâu dữ vậy? Nè, phải, nè, mà chắc chắn là ở đây không? Chắc chắn Quỳnh, Quỳnh thấy không? Vết máu nhiễu tới đây là hết rồi. Nè, chắc chắn còn đại bàng. Gấp cùng chui xuống dưới này. À, vậy hả? Bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ, mình phải bí mật tiếp cận nó. Bí mật tiếp cận?
Nhưng mà bằng cách nào? Bằng cách là leo xuống. Ai leo? Đừng có nói Huynh leo nha, Huynh sợ độ cao lắm á. Để leo cho. Quyết định vậy đi nha. Thả đi tụi bay. Tới chưa Xanh ơi? Nhanh lên nhanh lên. Ăn hại không hả? Xanh ơi tới chưa? Em chưa đụng tới đáy hang. Anh cho em xuống một xíu nữa. Thả đi tụi bay. Tới chưa Xanh ơi? Xuống nữa anh Lý Thông ơi. Em tới rồi. Tới rồi. Giữ chặt cái dây nghe không? Có động tĩnh gì nhớ báo cho anh biết nha. Kỳ nàng, nàng có phải là công chúa không? Hãy đi theo ta. Nhanh lên. Công chúa cứ bám chặt sợi dây này, bên trên sẽ có người kéo công chúa lên. Nhanh lên, cả quân đại bàng xuất hiện bây giờ. Tráng sĩ, xin chàng hãy lên cùng tôi. Không được, ta phải ở lại tiêu diệt quân đại bàng này luôn. Chứ nó còn tắc quái tắc quái hoài. Nhanh lên kéo buộc. Anh Thông ơi, kéo công chúa lên nè. Hả? Công chúa? Kéo lên đi hàng quỷ. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Công chúa có sao không công chúa? Dạ, hạ thần là Lý Thông, bái kiến công chúa. Tụi bay đâu? Gọi dây ra cho công chúa lại lên. Nè, tụi bay á, hộ tống công chúa, đưa công chúa về kinh. Còn để một mình ta ở đây, ta sẽ chiến đấu với con ác quỷ này. Nhanh lên. Dạ. Đứng đó làm cái gì? Được rồi công chúa, cái gì yên tâm đi, để hạ thần. Trời ơi, hạ thần là chiến đấu đó, yên tâm. Xanh ơi Xanh, tình hình dưới sao rồi Xanh? Giết được con ác thú đó chưa? Hả? Hay là bị nó ăn thịt rồi? Xanh ơi! Anh Lý Thông ơi! Kéo em lên mau! Em giết được con ác thú rồi! Công chúa an toàn rồi phải không anh? Ta không có ngu gì ta kéo nhà ngươi lên đâu. Để đô đốc Lý Thông ta chạy về triều đình, kêu viện binh kéo nhà ngươi lên nha. Anh nói sao? Anh là đô đốc hả? Ta nói cho ngươi biết, ta là đô đốc rồi, ta không cứu được công chúa hay sao mà để một tên vô danh tiểu tốt như ngươi cứu công chúa vậy hả? Ngươi đừng có mơ. Ta nói cho ngươi biết, khi về triều đình ta sẽ được thăng quan tiến chức, nhiều khi ta còn được làm phò mã luôn kìa. Còn ngươi á, cứ việc ở dưới đi nha. Tạm biệt nha ngươi. Kéo em lên mau, anh Lý Thông. Tạm biệt nha thằng em trai. Anh Lý Thông.
tráng sĩ hãy cứu tôi với. Ai đó? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Xin tráng sĩ hãy cứu tôi với. Ai đó? Ai? Tôi bị con ác thú bắt giữ giam giữ lâu nay, sức cùng lực kiệt, không đi đâu được. Xin hãy cứu tôi. Tôi đang ở đâu? Ở đâu? Tôi đang ở góc cuối cùng trong hang. Xin người hãy rẽ về bên phải mà đi thẳng tới. Giáo dưỡng nhân, tôi chính là thái tử con trai vua Thủy Tề, bị con đại bàng thành tinh này bắt giữ lâu nay. May mà ân nhân ra tay cứu giúp, ơn này chẳng khác gì tái sinh. Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng xin thái tử đừng có bận lòng chuyện ân nghĩa ở đây, tôi chỉ làm việc theo lương tâm của mình thôi. Tôi có chút quà mọn này muốn tặng cho ân nhân, mong nó sẽ hữu ích cho người. Tôi không chấp nhận đâu. Xin hãy cầm lấy, kiếp nạn của người chưa qua hết được đâu. Hãy giữ lấy nó mà hậu thân. Xin người cầm lấy. Thôi, tạm biệt.
nghe tiếng gì tiếng gà thì có biết đó là tiếng gà không? Chú nói được rồi hả? Thưa Phụ Hoàng, đây mới đúng là ân nhân của con. Chính chàng đã cứu con thoát khỏi hang động. Ngươi tên là gì? Dạ bẩm Hoàng thượng, thần dân tên là Thạch Sanh. Lý Thông, chuyện này là như thế nào? Dạ, khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện là vậy, hôm nay con cũng không dám giấu Hoàng thượng nữa. Cái chuyện mà chặt đầu Trần Tinh cũng là Thạch Sanh, rồi chém Đại Bàng cũng là Thạch Sanh, cứu công chúa cũng là Thạch Sanh luôn. Con chỉ đứng ngoài con cổ vũ thôi à. Lý Thông, ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ, con biết là lỗi của con, là con mạo nhận Thạch Sanh, xin Hoàng thượng tha tội cho con. Sanh ơi Sanh, nói giúp giùm anh tiếng đi, thôi ổng chặt đầu anh, cái hồn anh ấy đi lanh quanh, cuối cùng anh không về được nhà anh đâu. Linh đâu? Dạ Hoàng thượng. Giam Lý Thông vào ngục chờ ta xét xử. Hên quá, ông giam vào ngục chứ ông không có chém đầu đâu. Dạ, cảm ơn Hoàng thượng. Sanh, nó giúp giùm anh nha Sanh. Sanh ơi. Bà đã sanh cho ông được một cháu trai hơi ngô tướng tú mạnh khỏe. Ông để cho bà nằm nghỉ một lát nữa ông mới vào thăm nha. Sanh được cháu trai hả? Dạ. Bà muộn đợi chút. Dạ. Điên nha. Dạ. Lấy tôn 2 lạng bạc lẹ luôn. Dạ. Dạ bà nghe ông. Bà muộn xin thưởng cho bà muộn chứ. Dạ. Điên. Dạ. Con đưa bà muộn về nhà rồi ghé chạy qua cô hai báo tin mừng luôn nghe con. Dạ con đi nha ông. Ờ. Dạ cảm ơn ông. Cô hai. Cái gì mà hớt hớt hả gì điện? Ông á, sai con chạy qua báo tin vui cho cô hai. Bà sinh được một bé trai rồi. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Vậy là tốt quá rồi. Dạ. Nè, mày về bên nhà mày nói với ông á, chiều nay á, cô sẽ qua đó để thăm bà nha. Dạ. Thưa cô hai con về. Ừ. Dạ. Mình ơi mình, mẹ kế sanh em trai rồi đó mình. Tôi nghe rồi, nó la bài hải vậy. Không lẽ điếc mà không nghe được hay sao? Mình ơi bây giờ á, hai vợ chồng mình nè, tranh thủ ăn cơm lẹ lẹ đi. Xong rồi á, tụi mình qua bên nhà tụi mình thăm dì với em trai của tôi nữa. Trời ơi, thiệt á, tôi muốn ngó cái mặt của thằng nhỏ để coi nó có giống tôi miếng nào không. Cô bộ cô vui quá ha. Vui chứ sao không. Khi mà cha đi thêm bước nữa là ý cha muốn có thêm một thằng con trai để nối dõi tông đường. Em thì cứ lo, cha lớn tuổi rồi khó mà đặng như ý nguyện. Không ngờ đó, mới đó mà mẹ kế đã mang thai rồi đã sanh ra một thằng cu để sau này nối dõi tông đường rồi. Sau này dòng họ nhà Lê đã có người sớm hôn thờ phụng cúng kiến rồi. Đúng rồi, đó là ý nguyện cũng như là mưu tính của cha cô mà. Mình nói vậy là có ý gì? Cô á, đúng là nông cạn. Làm ơn á, đêm nằm ngủ gác tay lên trán mà suy nghĩ đi. Thú thật chứ cô, khi cha của cô quyết định cưới bà vợ này, tôi biết ổng đang tính cái hướng gì rồi.
Chẳng qua ông sợ một điều, khi ông nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ tư cơ điền sản này sẽ thuộc về vợ chồng của mình thôi. Cho nên ông mới nghĩ ra kế để tìm người nối dõi tông đường. Cô cũng biết mà, cha của cô đâu có ưa tôi đâu. Trước đây á, ông Thuận gả cô cho tôi là tôi đã nhìn thấy cái kiểu mà bằng mặt không bằng lòng rồi. Anh nói nghe không có đặng lỗ tai. Tại cô đâu phải là cha của cô đâu, làm sao cô hiểu được ông đang nghĩ cái gì. Tới khi mà ông đã viết chút thư xong rồi á, lúc đó cô mới sáng mắt ra. Khi đó toàn bộ tư cơ điền sản này sẽ thuộc về người đàn bà đó và thằng em trai cùng cha khác mẹ của cô đó. Lúc đó cô chỉ có nước đập đầu vô cột mà tức chết thôi. Mình nói em nghe, sao thấy chột dạ quá à. Không lẽ cha tính với em tới nước cờ này hay sao chứ. Dù gì đi nữa em cũng là con gái của cha mà, sao cha lại đối xử với em như vậy chứ. Thôi đi, cô đừng có khóc nữa. Cô có nghe cái câu á, nữ sinh ngoại tộc chưa? Con gái bước chân ra khỏi nhà là coi như người ngoài, không có ruột rà máu mủ gì nữa hết á. Hiểu chưa? Vậy bây giờ mình biểu em phải làm sao? Tiên hạ thủ vi cường, kẻ khôn ngoan mình phải ra tay trước, mình phải tự cứu mình trước, trước khi trời cứu. Ăn cơm đi. Bây giờ tất cả mọi việc á, nhất quyết cô phải nghe lời tôi. Lúc đó chắc chắn phần lợi sẽ nghiêng về vợ chồng của mình thôi. Cô nên nhớ một điều, cái điền sản đó chắc chắn phải thuộc về vợ chồng của mình. Cô có hiểu chưa? Nhất quyết không được nương tay. Bằng cách nào? Cha ơi cha! Cha ơi! Cha ơi cha! Tụi con tới thăm cha và dì nè. Hai con đến rồi hả? Dạ. Vô nhà, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Dạ. Cha ơi, để vợ con vô thăm dì đi, con với cha ra ngoài hiên tâm sự một chút. À, con vô trong đó, dì với em đang ngủ, con vô chẳng khẽ khẽ thôi nha, nghe. Để em và dì thức giấc đó. Nè, nhớ cha dặn chưa? Nhớ nhẹ nhàng thôi nha. Đi đi. Dạ, con biết rồi. Dạ. À. Khi tới nhà cha, tôi sẽ tìm cách dụ cha ra xa cửa phòng. Còn bà vô trong đó, thừa lúc nào mà bà bẻ kế thiếp đi, ẵm thằng bé ra phía sau quăng xuống cái giếng cho tôi. Nhớ chưa? Ta nói con nghe thằng Điền đó, nó báo tin con vui hết biết luôn cha. Con mới thu xếp mọi chuyện chạy qua đây để chúc mừng cho cha nè. Cha cũng vui lắm con ơi, cha cũng vui lắm. Thằng em của mày mới sinh ra hả, dân trán rộng, đôi mắt sáng tinh anh,
Sau này chắc chắn nó là một thằng con có hiếu. Dạ chúc mừng cha, chúc mừng cha. Cha cha, con hỏi thiệt cha nha, cha thấy thằng em của con có nét nào giống cha không? Con nói vậy là sao? Chỉ nói bâng quơ thôi à. Về cái chuyện này nha, con phục cha sát đất luôn á. Từng tuổi này mà con không thể nào nghĩ được là cha có thể làm được một điều phi thường như vậy. 70 mấy tuổi rồi. Thử nghĩ đi, bây giờ từng tuổi này làm sao có thể sinh được một thằng con để ẵm để bồng. Cái này thì quả là kỳ tích nha cha. Kỳ tích luôn đó cha. Kỳ tích, kỳ tích. Dạ. Dạ. Ông ơi, ông có sai ai bồng con không vậy? Sao bây giờ không thấy con trong phòng vậy ông? Tôi đâu có sai ai vô bồng con đâu. Chết rồi. Vậy con đâu? Có khi nào, có khi nào con đâu rồi ông? Bà bình tĩnh, bà bình tĩnh. Bà bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Thằng Điện thằng Đất đâu? Thằng Điện thằng Đất, ra đây đi tìm cậu chủ cho tao. Thằng Điện thằng Đất đâu? Cha ơi, em ở đây nè cha. Con tại hồi nãy em quấy khóc mà con thấy dì đang ngủ say, cho nên con lén đem em ra ngoài để dỗ dành. Con không ngờ lại làm cho mọi người hoảng sợ như vậy. Con thiệt là hồ đồ. Không sao đâu, tại vì quản quá nên làm cha con quản theo. Thôi không có gì, mình vô nhà đi em. Đi vô đi bằng sao mà tốt rồi. Em xin lỗi mà mình đừng có giận em nữa mà mình. Bà có biết đây là cơ hội ngàn năm có một hay không? Thiệt tình á, lúc đầu em cũng định làm theo ý của mình rồi, nhưng mà khi mà em chuẩn bị ra tay á thì em của em nó khóc, bởi vậy em không có nở xuống tay với nó. Mình ơi, dù sao thì nó cũng là máu mủ tình thâm với em mà mình. Thì chính vì cái máu mủ tình thâm đó đó, sau này á bà tha cho nó lớn lên đi rồi ha, nó sẽ giật hết gia tài sự sản của cha bà để lại cho bà. Bà có biết chưa? Mình không có đâu mình ơi. Nó vô tội mà. Cái gì, nó còn nhỏ làm sao nó có tội? Lớn lên nó mới có tội, hiểu không? Bây giờ sao? Bà không làm được phải không? Bà không làm được. Để cho tôi, tôi sẽ lựa một cơ hội nào đó tiễn hai mẹ con nó về nơi chín suối. Biết có ai nghe lén không trời? Có em nè mình. Bà rảnh quá ha. Đi về nhà. Dạ. Mình ơi, mình ơi mình. Dạ con xin thề với ông, con mà có nói láo nửa lời á, ngọn đèn tắt là con tắt theo đó ông à.
con còn nghe chính miệng Dương Hai nói á là sẽ ra tay sát hại bà và cậu chủ. Còn lo lắm không mà. Mà Dương Hai nói là Dương Hai làm đó ông. Cái thằng rể này tánh tình nó hung ác, lại mưu mô trước quỷ. Từ lúc mà nó hỏi cưới con gái của ta, ta biết hắn gì thèm khát tiền của nhà cửa ruộng vườn của ta. Nên ta không phải lo đường hậu vận sau này. Ta biết nó sẽ không buông tha cho mẹ con bà ấy đâu. Vậy bây giờ phải làm sao không? Ta nay tuổi đã cao, cũng sắp gần đất xa trời. Theo luật của triều đình thì bao nhiêu tài sản của ta khi ta chết đi sẽ giao lại cho con trai của ta. Mà con trai của ta nó còn nhỏ quá, nếu một mai ta khuất núi thì làm sao ta che chở được cho nó chứ. Chào ơi, nguy hiểm cho tính mệnh của con ta biết chừng nào. Ông à, ông đừng có lo lắng nhiều quá, rồi sanh bệnh đó ông. Điền. Dạ. Ta muốn nhờ con giúp ta một tay. Trong tình cảnh này ta chỉ tin tưởng có một mình con thôi. Dạ. Ông dạy chi con xin nghe. Mạng của con là do ông cứu. Ông đã mang con về nuôi nắng con từ nhỏ. Ơn của ông con không bao giờ quên. Bây giờ có trả lại cái mạng này cho ông á thì con cũng cam lòng. Điền à. Dạ. Vậy là đã đến lúc con trả ơn cho ông rồi đó. Ông có kế này, con có chịu làm theo kế của ông không? Dạ. Ông cứ nói à, cho dù có nhảy vô dầu sôi lửa bỏng á, con cũng cam chịu ông à. Dạ. Dạ con lại ông. Không được đâu ông à. Con không làm như vậy được ông à. Con lại ông á. Con lại ông á. Điền, con có thương ông không? Dạ con. Con. Nếu con nghĩ tình chủ tớ bấy lâu nay, ông xin con, con giúp cho ông lần này đi con. Sinh mạng của bà và cậu chủ đang phó thác trong tay con đó nghe Điền. Dạ ông ơi, nhưng mà con. Ông ơi. Ông ơi. Con đồng ý không? Con đồng ý giúp ông hả? Con sẽ trả ơn ông. Tốt quá, tốt quá. Con. Thằng Điền mang tội gian trá, nửa đêm lén vào phòng trộm đồ quý giá, nghĩ tình chủ tớ ta không giao nạp lên quan, chỉ đánh ngươi 30 hèo trừng phạt rồi đuổi đi. Từ nay ngươi không còn làm cho nhà họ Lê nữa. Mọi người nhìn nó mà làm gương. Thôi, đuổi nó ra. Bà đi đâu thì phạt xác bà. Tôi không thể nào chịu nhục thêm một ngày nào nữa cả. Hàng ngày đi ra đi vô nhìn thấy bản mặt của nó, tôi không chịu nổi. Càng lớn nó càng giống như cái thằng phản phúc. Ông ơi, có phải ai nói điều ra tiếng vô nó ông xin nghi? Thằng Phi là con ruột của ông mà. Tôi thề có trời đất, tôi chưa làm điều gì có lỗi với ông như dòng họ Lê cả. Ông tin tôi đi không? Cha ơi,
Có chuyện gì vậy cha? Con ơi, quan cái gì lắm con ơi. Bà còn nói qua mà không thẹn với lòng sao? Bà bảo cuốn gói cùng với thằng Phi ra khỏi nhà tôi ngay. Ông ơi, tôi xin ông mà, ông ơi. Tôi không muốn dây dưa với hai mẹ con bà nữa. Đi. Cha ơi, vì có lỡ làm điều gì sai trái á thì cha cũng nghĩ tới thằng Phi để mà bỏ quá lỗi cho dì. Dù sao thì thằng Phi nó cũng còn nhỏ, nó đâu có biết ức giáp gì đâu mà cha lại đuổi nó đi như vậy. Thằng Phi nó không phải là con ruột của cha. Từ lâu rồi cha nó nghe đầy cái lỗ tai lời thì thầm của thiên hạ, nhưng vì cha xấu hổ cha không dám nói ra. Ngày dài tháng rộng, nguy càng lớn, gương mặt của thằng Phi càng tỏ ra điều khả nghi đó. Cha, cha nói mà con mới dám nói nha. Con thấy hình như thằng Phi á, nó giống thằng Điền nhiều hơn giống cha đó. Kìa anh. Chị nói thiệt thôi mà. Cha ơi, cha có dám chắc điều đó là sự thật hay không? Lỡ như cha nghi quan cho dì thì tội dì lắm. Con có biết tại sao mà cha đặt tên nó là Phi không? Đơn giản thôi. Phi á, có nghĩa là không phải. Có nghĩa là thằng Phi không phải là con ruột của cha. Hèn gì con cũng thấy lạ nha. Nghĩ sao cha bảy mấy tuổi rồi mà đẻ được thằng Phi. Anh à, cha ơi, dù có chuyện gì đi nữa thì cha cũng đừng lo buồn quá. Cha phải ráng giữ gìn sức khỏe nha cha. Cha xấu hổ quá, cha xấu hổ quá. Ông ơi, ông ơi. Cha. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông bà đi đi. Thôi. Vì quá phiền muộn nên ông Lê Đâm trọng bệnh, mấy năm sau thì mất. Người con rể lập tức quay về nhà cha vợ, chiếm hết gia tài điền sản, đuổi mẹ con thằng Phi ra khỏi nhà. Chúc thư của cha để lại: cha đã già 70 tuổi rồi mới có một thằng con trai, mà thằng con trai đó không phải là con ruột của cha. Cho nên tất cả những gia sản của cha, cha để lại cho người con gái duy nhất của cha. Thằng Phi không được hưởng bất cứ thứ gì của cha hết. Chị đi kiếm đi chị. Thơm nè chị. Cái thứ gì em đi ngon lắm á. Mới đẻ. Nóng là ngon nhất rồi. Cô Thơm đi anh. Mẹ. Bà chồng con. Bà thật là có phước. Thằng Phi là đứa có hiếu, lại hiền lành siêng năng. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, con. Dạ. Bữa nay làm gì mà có nhiều lính đi tuần tra nơi này dữ vậy con? Bà không biết chuyện gì sao? Hôm nay ở trên triều đình cử một ông quan xuống nhận chức. Dạ vậy hả? Nghe nói ổng sẽ đi ngang nơi này nên lính phải dọn đường trước. Dạ. Nghe nói ổng là một ông quan rất là tài giỏi. Ai mà bị oan ức gì gặp ổng là được minh quan liền. Con, dạ. Coi hàng cho mẹ nha. Mẹ đi đâu vậy?
Tôi thấy rất sai trời. Tôi chỉ lo một điều là tánh mạng của hai mẹ con bà sẽ bị thằng rể nó tranh nhau. Cái điền sản này, sau khi tôi cốt núi, tất cả điền sản này sẽ thuộc về thằng Phi. Mẹ quá con. Thằng Phi nó lại còn quá nhỏ, làm sao mà tránh được mưu xấu hiểm độc của con người lòng lan giả thú. Tôi đã bàn với thằng Điền về kế sách để bảo mật cho con trai của mình. Chỉ tội nghiệp cho mẹ, chỉ chủ nhục hoan dân nhớ nhớ. Bà khóc tôi nó nghe. Bà nghe kỹ lời của tôi dặn sau khi tôi chết. Nó sẽ tranh giành tất cả tương trang với mẹ con bà. Bà phải dẫn được chịu đựng là chứ. Bà nuôi thằng Phi khôn lớn, tìm một ông quan nào thanh niên để giải oan cho bà. Bà đưa tiền gỗ này cho mấy. Nhớ giấu kỹ pho tượng. Và nhớ là tôi dặn đấy. Pho tượng gỗ này là mùa hộ mệnh của mẹ con bà đó. Ông cô ơi, mua thơm đi cô. Mua thơm đi chú. Lại Quang, con có chuyện muốn bẩm. Mẹ, mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đứng lên đi mẹ. Mẹ, bà kia, bà muốn chết hay sao chặn đường Quang? Bẩm Quang, người đàn bà kia sao vô cớ quỳ lại giữa đường, cản đường tại đi nhậm chức vậy? Bẩm Quang, con có chuyện quan ức, kính xin Quang xét xử. Linh. Dạ. Đưa hai người này về Tử Vinh để ta điều tra vụ án. Dạ. Hai vợ chồng kia, bà Lê đã kiện lên quan, nói hai vợ chồng nhà ngươi dụng kế để chiếm đoạt tư cơ điền sản của chồng bà ta để lại. Hư thực như thế nào mau bày cho rõ. Dạ bẩm quan, bà ta nói láo đó quan. Bà ta đã tư thông gian díu với người làm ở trong gia đình. Chính vì vậy cho nên cha vợ của con đã bắt gặp được và đuổi hai người ra khỏi nhà. Còn thằng Phi á, không phải là con ruột của cha vợ con, cho nên nó không được quyền hưởng những gia sản mà cha con để lại. Hiện tại bây giờ á, cha con chỉ có mỗi một người con duy nhất là vợ của con đây. Chiếu theo luật của triều đình, vợ của con có quyền được hưởng tất cả những gia sản mà cha con để lại. Cho nên bà ta đã ganh ghét, nuôi lòng hận thù
Bây giờ quay về đây, hồng lật lọng đổi trắng thay đen thưa quan. Nhưng trước khi chết, cha vợ của ngươi có đã để lại một bức tâm thư, trong đó đã thuật lại tường tận chuyện năm xưa. Vì muốn tránh họa cho vợ và đứa con trai còn nhỏ dại, cho nên mới dùng khổ nhục kế này nhằm qua mắt chàng rể gian manh, ngày đêm rất tâm để chiếm đoạt tài sản. Thật ra chuyện tư thông gian díu chỉ là mưu kế của ông Lê mà thôi. Và bẩm quan, tất cả những lời đó chỉ là vu khống và bịa đặt của bà ta. Tâm thư và tượng gỗ đều do bà ta bày ra tất cả những chuyện này. Mong quan suy xét cho nó rõ ràng. Dạ không phải. Ta hỏi ngươi, khi cha vợ ngươi chết cũng đâu có nói rõ vợ chồng nhà ngươi sẽ được hưởng điền sản này đâu. Sao ngang nhiên đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản vậy? Dạ bẩm quan, có chứ, con có chút thư đàng hoàng. Dạ bẩm quan, trong thư chỉ vỏn vẹn 21 chữ thôi, nhưng mà đã rất rõ ràng thưa quan. Chúc thư này có phải chính tay của cha vợ ngày ngươi viết hay không? Bà ta cũng có thể là nghi ngại vợ chồng nhà ngươi quỷ tạo ra bức chúc thư này sao? Dạ bẩm quan, đây chính là chữ viết của cha con, mong quan suy xét. Vậy thì đúng rồi, tuần chữ của hai bức thư này giống nhau như tạc, chứng tỏ tâm thư và chúc thư do một người viết. Ta có thể khẳng định là bức tâm thư trong bức tượng gỗ này do chính ông Lê viết để minh oan cho vợ của mình. Chúc thư này cũng do ông Lê, cha vợ của nhà ngươi viết. Đã đọc qua chưa? Có hiểu ý nghĩa của 21 chữ này không? Dạ bẩm quan, trong đó đã ghi rất rõ ràng là thằng Phi không phải là con ruột của cha vợ con, cho nên nó không được quyền hưởng bất cứ gia sản nào mà cha con để lại thưa quan. Không đúng, ngươi không biết hay cố tình đổi trắng thay đen như vậy chứ? 21 chữ trong bức thư này ghi rất rõ: thất thập nhi sinh phi ngô tử, giả kỳ điền sản, giao giữ tử tế, ngoại nhân bất đắc tranh đoạt. Có nghĩa là 70 tuổi mới sinh ra thằng Phi. Đó là con trai của ta, ruộng đất trao cho nó, con rể là người ngoài, không được quyền chiếm đoạt. Như vậy đã quá rõ, ông Lê trước khi chết đã có tâm nguyện để lại tài sản cho đứa con của mình là Phi, người con gái và con rể, không được ngang nhiên chiếm đoạt tài sản. Đuổi mẹ con của Phi ra khỏi nhà là sai trái. Này, ta phân xử. Từ nay vợ chồng nhà ngươi phải giao trả lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con của họ, và ngay lập tức bước ra khỏi nhà, trái lời sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Quan, gia đội ơn quan. Quan à, quan. Nhan đi chị, chị. Nhan đi chị. Điện thoại nhiêu con vậy em? À vậy hả, đây đây cho chuyện cây. 2 đồng chị ơi. Chị cây đó. Mua đi chị. Cây đây, cây đây. À. Rồi. Bán chị. Con mua nhan con đi cô. Chú ơi, mua nhan chú ơi. Trời, tiền của tôi đã mất hết rồi. Trời, tiền tôi đã mất hết rồi. Tôi để đây nè. Thank you.
cho tôi xin tiền. Làm ơn, tối qua quay mới cho tôi xin tiền. Ông trời ơi, ông già bị sao vậy ông già? Không có tiền cho xin tiền đi. Trời ơi, vậy á hả? Nè, ông cầm cái này nè, ông đi mua cơm ăn đỡ đi. Trời ơi, tội nghiệp quá ông già cả rồi. Đói quá, khát quá, cho tôi ăn, cho tôi uống đi cô bác ơi. Đói quá, khát quá. Trời ơi, sao giống, giống ông già nãy dữ vậy trời? Hả? Trời ơi, trời má, ai da, má, má, trời ơi, má. Ta phải nghe lời cha mẹ, lên tỉnh đi học một thời gian để có cái nghề. Ta biết mẹ cũng không vui gì, vợ chồng lấy nhau lâu năm thôi, bây giờ phải cách xa, ta đau lòng lắm. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, cha mẹ vì lo lắng cho chàng nên mới quyết định như vậy. Chàng đáng lo học để có cái nghề rồi về với em nha. Một thời gian ngắn thôi là chàng sẽ học xong. Nhưng mà xa nàng một ngày, ta đã cảm thấy nó dài hơn một năm. Nàng bắt ta phải sống làm sao đây? Ta phải sống như thế nào đây hả? Chàng đừng có bi lụy như vậy. Thoát một cái á, là vợ chồng mình sẽ được kề cận bên nhau mà. Bây giờ chàng cứ đi học đi. Khi chàng về, lúc đó em sẽ vui hơn, bởi vì chàng đã thành tài. Lên trên đó không có em chăm sóc, chàng ráng lo cái ăn, cái ngủ, đừng để hao tâm khổ trí rồi sinh bệnh nha. Ta biết rồi, để đừng quá lo lắng, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Chàng lên đường đi. Chồng con nó lên tỉnh lo học là để lo cho tương lai sau này. Con nên khuyến khích chứ đừng có bệnh rịnh như vậy mà làm chùng chân nó, biết không? Dạ thưa cha, con biết rồi. Ông à, ông làm như vậy á có quá khắt khe với con dâu không? Hai đứa nó là vợ chồng son thì dĩ nhiên chia tay nhau thì phải bệnh rịnh rồi.
Tôi làm vậy là muốn tốt cho vợ chồng nó, chứ có hà khắc hay là ép ủ nó gì đâu. Từ lúc thành gia lập thất tới giờ, con trai mình nó không có biết gì đến chuyện nhà, chuyện cửa. Cứ quấn quýt riết bên vợ nó, không màng thế sự. Cả cái chuyện mà theo tôi buôn bán nó cũng bỏ mặt. Ông nói như vậy tôi nghe cũng phải. Cầu mong sau khi nó xa vợ nó, nó sẽ dồn tâm huyết vô để mà học nghề. Mong là vậy. Nằm ơn cửa cho tay đấy. Ai đó? Là chồng của nàng đấy. Sao chàng lại quay về giờ này? Sao? Chẳng phải là... Chẳng phải chàng đang học nghề trên tỉnh sao? Ta nhớ nàng quá. Ta xin phép này, để cho ta về đây gặp nàng đó. Nhưng cha mẹ có biết chàng về đây không? Mà chàng đã ăn uống gì chưa? Hay là để em đi thổi cơm nha? Thôi được rồi, ta đã ăn trên đường về đây. Với lại giờ này nàng đừng làm phiền cha mẹ thức dậy, kẹo không chúng ta bị la mắng đó. Ta nhớ nàng quá, cho nên về đêm khuya như vậy cho thỏa lòng nhớ mong. Khi nào mà gà gáy, ta lại lên đường đi học tiếp. Nhưng nơi chàng học cách đây 2 ngày đường, làm sao chàng có thể đi kịp? Nàng đừng có lo, ta đã xin phép thầy rồi. Với lại ta đã giấu cha mẹ, nói là học ở nhà thầy Huấn Lê, cách đây chừng 10 dặm, để tiện thể lâu lâu về đây ghé thăm thầy. Nàng xem như không biết gì, đừng cho ai biết hết nghe. Từ đó, chồng cứ vài 3 ngày lại về thăm vợ một lần. Người vợ vì yêu chồng nên kín tiếng. Vì vậy, trong nhà ngoài ngõ không ai biết. Cứ như vậy cho đến nửa năm. Con có trong phòng không con? Dạ. Dạ mẹ vào đi mẹ. Con. Dạ con chào mẹ. Con với mẹ đó, mình đi chợ đi con. Hôm nay nhà mình có khách quý nè, phụ với mẹ ăn tay làm cho nó mau mau nghe con. Dạ con biết rồi. Ý khoan đã. Dạ, sao nét mặt con xanh xao quá vậy con? Con có bị bệnh gì trong người không hả? Nói mẹ biết đi. Dạ không sao đâu mẹ. Chắc là tại hôm qua con ngủ không được thẳng giấc, cho nên sáng nay con thấy người hơi uể oải thôi. Không sao đâu mẹ. Nhưng mà nói gì nói á, hai mẹ con mình đi chợ
sẵn ghé qua thầy Lan á, bốc một thang thuốc để con uống á, nó bồi dưỡng với lại định thần lại, nghe không con? Chung thôi dạ. Chồng con về á, thấy á con xanh xao vàng giọt gì rồi mất công nó nói mẹ không biết thương dâu nữa. Đi con. Cái gì đây con? Trời, sao có áo đàn ông trên giường của con vậy? Mẹ ơi, áo này là của chồng con. À, mẹ nhớ rồi. Cái áo này mẹ mua vải mẹ may cho nó chứ đâu. Dạ. À, mẹ biết rồi. Chắc có lẽ con nhớ chồng con quá, con ngủ không có được, cho nên con lấy cái áo của nó còn để dưới gối để lấy hơi chồng ngủ được, phải không? À, thôi đi con, đi chợ thôi, thôi kẻo trễ đó, tan chợ đó. Dạ. Ừ. Đi con. Mẹ đi trước đi, lát con ra liền. Ờ, đi đi liền đi con. Ông uống thử cái trà này nó có thơm không ông? Trà thơm đó bà. Ông bà ơi, ông bà coi ai về nè. Trời ơi. À, con mình về bà ơi. Con tôi về rồi. Trời ơi con trai. Mẹ mình về bà ơi. Trà. Trời ơi con, sao con ốm quá vậy? Bộ học nghề cực khổ lắm mà con. Mẹ khỏe không? Khỏe. Nhờ thầy cho phép tao mới về ngay gặp Nàng nè. Nàng biết không, nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi, Nàng có nhớ tao không? Tao nhớ Nàng lắm. Ơ, ông em ra. Chàng nói cái gì vậy? Không có thầy mẹ ở đây, chàng cần gì phải làm như vậy? Nàng sao vậy? Nàng không vui à? Lâu rồi không gặp tao là không vui sao? Chàng cứ giỡn hoài à. Ơ? Cách đây mấy hôm chàng lại về đây. Mình có xa cách gì đâu mà đon đã mừng rỡ. Nên cái gì? Nàng nói vậy là sao? Cách đây mấy hôm. Nàng nói cái gì vậy? Nếu như ta không nhầm thì ngày mai mới đúng nửa năm trời ta về đây. Tại sao cách đây mấy hôm ta về đây hồi nào? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chàng nói sao? Thật sự là nửa năm rồi chàng mới về đây. Phải. Nè, Nàng ơi, có chuyện gì vậy? Kể cho tao biết chứ. Con nó sao rồi? Dạ, vợ con ngủ tiếp đi rồi. Con à, mẹ thấy mặt mày nó ủ rũ dữ lắm đó con. Con à, canh chừng vợ con đi, kẻo nó quyên sinh á thì khổ đó. Ây trời, ai đời một cái gã yêu tinh mà nó đổi lốt thành chồng mình thì làm sao nó biết nó đề phòng được chứ. Dạ con cũng biết vậy, nhưng con chỉ lo ngại mai này con lên tỉnh đi học lại, vợ con lại xảy ra như vậy tiếp. Hôm ấy hay là... Không được. Dạ. Chuyện học hành không thể bỏ dở được. Mẹ con đã thỉnh bùa về treo trước cửa rồi. Hễ đêm khuya mà có ai lén vào phòng đó, vợ con hét to lên để cho gia nhân nó xông ra nó trói lại. Thank you.
Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, ta nè, vợ ơi, ta nói chuyện với nàng rồi nè. Vợ ơi, vợ ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ cứu con với, cha mẹ ơi. Chuyện gì vậy? Ơi, 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 chuyện gì, chuyện gì vậy? Yêu tinh, trói nó lại thật chặt để con nó biết là chỗ thoát. Đâu có đâu, con trai của mình mà. Con là con của cha mẹ nè, cha mẹ kêu người bắt con vậy. Đúng rồi, là thả ra, đừng làm cho cô chủ đau, thả ra máu. Khoan đã, giữ lại. Khoan đã, cha mẹ à, hồi sáng này chồng con mới lên tỉnh thì làm sao bây giờ có thể về đây kịp được? Đúng rồi, nó mới đi hồi sáng mà. Em ơi, anh lên tỉnh nhưng lòng anh nghĩ tới em. Anh cứ sợ đâu, vợ của anh gặp chuyện gì đó, cho nên anh mới chạy về đây bắt con yêu tinh đó, không được làm hãm hại vợ anh. Nhưng không ngờ anh vừa mới vô đây, mới mở cửa ra, em đã hét toáng lên và kêu người bên bắt anh. Vợ ơi, chồng này, vợ ơi. Không, cha mẹ, con nghi người này không phải là chồng của con. Người này chính là yêu tinh, yêu tinh đổi lớp người, lừa dối mình đó cha mẹ à. Kìa, nàng, tại sao nàng nói ta là yêu tinh? Ta là chồng của nàng kia mà. Chồng của nàng đây. Làm sao đi ông? Nếu muốn biết rõ thật hư đó thì sai gia nhân á lên tỉnh kêu thằng con mình về đó, lúc đó đó thì sao định đoạt cũng được đó bà. Cha, con là con của cha, hà cớ gì cha không tin con? Con e rằng nhân dịp này con yêu tinh đội lớp người làm sao nhậu gia đình ta. Đúng rồi đó ông, ông nhìn kỹ đi, đây là con trai của mình đây nè, nó đúng là con trai của mình đó. Trước khi trắng đen chưa rõ, tôi cũng không dám quả quyết y là con trai của mình hay không nữa. Bây giờ ngươi, ngươi mau lên tỉnh nói với cậu về gấp cho ông dạy việc. Dạ, con đi nhanh lên. Cha ơi, mẹ. Em ơi, nhỏ ơi. Dạ được không bà, cậu đã về. Cha, mẹ, vợ. Trời ơi, hả? Con trai tôi về rồi. Ủa, nhìn con đây. Người này là ai? Yêu tinh, ngươi thật là xảo quyệt, dám đòi lốt mệnh đài của ta, làm điều săn bẫy à? Ngươi mới chính là kẻ giả danh để gàn gắm vợ của ta. Mày, đồ gian trá, ngươi mới là yêu tinh, ngươi hãm hại vợ ta, gia đình ta. Buông ra, buông ra. Cậu, cha mẹ, chả lẽ cha mẹ không nhận ra con của cha mẹ sao? Ngươi đừng lớn tiếng ở đây, ai là cha mẹ của ngươi? Vợ ơi, không lẽ nàng không nhận ra ta sao? Ta là chồng của nàng đây. Đồ xảo trá, dám nhụng người bừa bãi để qua mặt vợ ta sao? Vợ ơi, anh mới là chồng của vợ đấy nè, vợ không nhận ra anh sao? Ngươi được yêu tinh đội lớp, không phải là người. Ngươi mới chính là kẻ ngầm mắt của ngươi. Đừng lớn tiếng ở đây. Thôi, hai người đừng tỏ tiếng nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi biết tính là sao bây giờ ông. Hai người nó giống nhau như là hai giọt nước gì đó. Tôi là người mang nặng đẻ đau, mà tôi cũng không biết thật hư như thế nào nữa. Bà bình tâm đi, chuyện này chỉ có một cách, là trình lên quan trên để cho quan trên tra xét. Lúc đó là kẻ giả mạo sẽ lòi ra đuôi cáo. Yêu tinh, ngươi thật là to gan, dám lộng giả thành chơn để hãm hại người vô tội. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta thật đổ trắng thay đen. Nhưng có ta ở đây, ngươi đừng mong tác oai tác quái. Hãy mau hiện nguyên hình để chịu tội. Kìa, còn không mau hiện hình đi. Ta có phải yêu tinh đâu mà phải hiện hình. Cấm miệng. Dạ, dạ thưa quan, hai người giống nhau như là hai giọt nước, không thể nào phân biệt được. Ngay chính tôi nè, tôi là mẹ đẻ mà tôi còn không phân biệt nữa là. Bà là mẹ, chắc bà phải biết con trai mình có một đặc điểm gì từ hồi nhỏ, để bà nhận dạng ra nó chứ. Đúng rồi. Trời ơi, quan nhắc thì tôi mới nhớ. Khi mà tôi hạ sanh thằng bé ra, tôi thấy được thằng bé nó có một nốt ruồi son nằm bên phía vai phải của nó. Đúng vậy không ông? Nhớ rồi. Bà còn nói với tôi cái nút ruồi này là nút ruồi phú quý đó. Đúng rồi ông nó ơi. Giống tôi mà tôi không nhớ sao được. Giống sao được.
ông nằm dây trái, nó nằm dây phải. Dạ, cái nút ruồi son nó càng ngày càng đắm, không bao giờ phai lạc. Bây giờ có đó để làm bằng chứng đó Quang. Dạ. Quân đâu? Lột áo cả hai ra xem. Nếu ai mà có nút ruồi son bên vai trái thì đích thị là con của ông bà bá hộ đây. Dạ dạ dạ, dạ phải, dạ phải. Dạ dạ, dạ phải, dạ phải. Có nút ruồi rồi mẹ ơi. Con mình mà ơi, nút ruồi kìa. Dạ. To gan. Người này có nút ruồi son bên vai phải thì chính là con trai của ông bà phú hộ đây. Còn ngươi yêu quái phương nào, mau hiện hình. Đừng dạ. để ta dùng nhục hình. Dạ, quan cho tôi lắm. Quan ước gì? Dạ, tôi cũng có nút ruồi son trên vai phải. Trời ơi ông ơi, nút ruồi kìa ba. Nó cũng có nữa. Vậy sao đứa nào cũng có nút ruồi rồi? Vậy đứa nào là con của tôi đây? Trời ơi ông ơi, tôi chết rồi, đứa nào là con của tôi đây? Làm sao tôi biết? Quan ơi, giờ làm sao? Tất cả em đặt. Ta đã có cách. Bây giờ giải hai tên này lên kinh thành diện kiến đức vua. Mong rằng thiên tử sẽ có cách tra ra chân tướng vụ án này. Đúng rồi đó. Đúng rồi mẹ. Ờ, đúng rồi con. Đích thị trong hai có một ma quỷ giả dạng. Nếu là người sinh đôi thì không thể giống nhau thần dị đến thế. Nhưng ta có cách phân biệt đâu là người, đâu là ma. Vậy thần mạn phép xin được hỏi hoàng thượng sẽ làm cách nào? Ma quỷ là vật vô hình, ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua không để lại bóng. Ta sẽ cho chúng đứng giữa sân rồng. Kẻ nào không có bóng thì chính là ma quỷ hiện hình. Có phải nhà vua đang điều tra vụ án của gia đình phú hộ họ Lương đúng không? Trong hai có một kẻ giả dạng nhưng không phải là ma quỷ.
mà đích thị nó là một con chuột già sống lâu năm thành tinh, lửa, nước, đồng, sắt không thể nào làm hại nó được. Bùa chú cũng mất linh nghiệm trước nó. Chỉ có một cách nhà vua phải lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mượn viên ngọc mắt mèo mài ra mới trừng trị nó được. Nhưng trước hết nhà vua phải nghĩ cách để nó tách khỏi lớp người và hiện nguyên hình tinh con chuột. Đem xác của chuột tinh này đấu thật cho quăng xuống sông cho ta. Ngày xưa có ông già Trần nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một đứa con trai. Đứa con trai vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời liêu lỏng, không chịu học hành gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, ông lấy làm buồn phiền, sợ của cải của mình sẽ có ngày đội nón mà đi. Nghĩ vậy, ông cất công đi tìm cho con trai một người vợ khôn ngoan đảm đang, mai ra ngăn chặn được thằng chồng và bảo vệ cơ nghiệp của ông. Tới ông cao quá, tôi dám tới. Dạ, mấy trái chín á, tụi nhỏ nó hái hết rồi. Bây giờ còn trái xanh không à. Bà đem về nhà ít bữa nữa nó chín nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha, bà về nha. Ông là người từ xa tới hả? Phải. Ông mệt và khát nước lắm đúng không? Con mời ông ăn khế nha. Cảm ơn cô gái, ta không ăn. Ta chỉ muốn tìm mua hai vật. Chẳng hay cô gái giúp ta được không? Ông cần mua hai vật gì? Một nắm gió, một bó lửa. Thấy cô gái là người có đủ đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang hiếm có, nên ông quyết định trở về nhà sắm sửa lễ hỏi cho con trai làm vợ. Nhưng từ ngày có vợ, con trai ông lại càng thêm liêu lỏng, thường bỏ nhà đàn đúm với bọn vô lại.
lâu lâu lại trộm tiền của ông tung vào cuộc đỏ đen. Dần dần ông buồn phiền thành bệnh. Trước khi chết, ông kêu con dâu đến dặn dò. Này, cha gần đất xa trời, chồng con nó là cái thằng phá gia chi tử. Cơ nghiệp này chỉ còn lại một sớm một chiều mà thôi. Cha thương cho con xấu số. Từ lâu cha làm ăn, cha dành dụm được một hũ vàng, cha chôn ở sau giường. Con nhớ đừng cho chồng con biết. Nếu sau này chồng con nó thật sự ăn năn hối cải thì con hãy đem ra giúp nó làm lại cuộc đời. Nhớ, nhớ lời cha ơi. Đứa con trai sau khi cha qua đời lại càng chơi bời mặt sức. Người vợ khuyên lơn cầu khẩn hắn cũng chẳng nghe, lại còn phủ phàng với vợ. Nhiều lần vì cản trở hắn đánh đập vợ không tiếc tay. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay á, tôi từ cô. Cô muốn làm gì thì làm, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Giấy tờ tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ là cô người tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm. Người con dâu họ Trần sau khi bị chồng đuổi xua từ bỏ, nàng đổi họ thay tên, tìm đến một trấn mở một ngôi hàng nước. Chị ơi, nói buồn quá à. Em ráng đợi chút để chị xin người ta xin bánh nha. Cô chú ơi, em con nó đói quá, cho con xin cái bánh nha. À, em ơi con quá vậy. Em ơi chú ơi, em con nó đói quá, nó xỉu quá. Cô có bị sao vậy? Con sao vậy? Sao con nhà? Nhà ở đâu mà sao lại lang thang rách rưới như vậy? Cha mẹ hai con đâu? Nàng tập tành buôn bán hàng sắm,
số vốn của nàng ngày càng lớn ra. Vì cần kiệm chí thú làm ăn, chẳng bao lâu nàng trở nên giàu có, nổi tiếng trong trấn. Phương Thiếu Thời. Phương Thiếu Thời. Thân sư hữu. Thân sư hữu. Tập lễ nghi. Tập lễ nghi. Thiếu ư thân. Thiếu ư thân. Sở đương chấp. Sở đương chấp. Dung tứ tế. Dung tứ tế. Ngươi hãy cố gắng tìm được người này cho ta. Bà chủ, cho bát nước chè. Dạ dạ. Chị cho tôi hỏi, có thấy người này không? Này tôi không biết, lạ lắm. Cảm ơn. Xin ông xin bà cho tôi ít tiền. Xin bà, xin ông bố thí cho tôi ít tiền, tôi sống qua ngày. Xin ông bố thí cho tôi ít đồ ăn. Dạng ra. Ông ăn mày gớm ghiếc. Tao đang bực mình, đừng có làng sàng trước mặt tao nha. Hả? Lưng dài vai rộng, không chịu đi làm. Ông mày không biết nhục sao? Bà chủ, tính tiền. Ăn cũng ngon lành gì hết. Năm ấy, hạn hán kéo dài, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo lên dùng dục, ngoài đường ăn xin kéo đi cả đoàn, thật là thê lương. Tôi đã xin phép quan trên để phát phần gạo này cho mọi người. Xin nhận ngay đây tấm lòng của tôi. Để con phụ mày nha. Con qua đây phụ mẹ. Ông này, sao lại giống như vậy? Dạ, uống dạ. Chết hả? Thank you.
chú, nhưng mà hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hãy đến. Trời đất ơi, chú đợi từ nãy tới giờ á, mà nói thiệt cái cháu hôm qua giờ á, chú chưa có ăn gì hết á, bây giờ chú đang đói bụng lắm. Con nói hết gạo vậy á thì tội cho chú lắm. Làm ơn bố thí cho chú một ít gạo đi. Cháu cũng thấy tội cho chú, nhưng mà bây giờ chú thấy không còn một hạt gạo nào hết á. Mai chú đến sớm đi, cháu sẽ đông bù cho chú. Bà con, hôm nay gia đình con sẽ tiếp tục phát gạo cho bà con. Mọi người ai cũng sẽ có phần nên lần lượt đến đây nhận. Nhưng vì hôm qua hết gạo nên người đứng cuối cùng sẽ bị thiệt thòi. Mẹ con dặn là phải phát từ dưới trở lên. Vậy người cuối cùng sẽ được nhận gạo đầu tiên. Vậy là sao? Lỗi chú, bây giờ hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hay đến. Hết gạo là sao? Sao cứ tới chú là hết gạo vậy? Không lẽ số chú đen đủ vậy sao? Con có biết là chú đã cố tình tới đây thật sớm để được đứng hàng đầu tiên, vậy mà bây giờ con lại phát gạo từ dưới lên. Sao con đối xử với chú như vậy hả con? Dạ con cũng biết, đây là ý của mẹ con phải làm theo. Con không nhớ mặt chú hả? Chú là cái người hôm qua đứng ở hàng cuối cùng nè. Hôm qua đã không được cái hạt gạo nào hết, hôm nay cũng không được cái gì, sao mà chú về được? Từ hôm qua giờ chú không có ăn gì hết đó, chú đói bụng lắm. Bây giờ chú năn nỉ con á, bây giờ con vô nhà con coi có cái gì cho chú ăn lót dạ không, chứ chú đói lắm rồi. Dạ chú chờ con một chút. Mẹ ơi, con thấy tội nghiệp ông ta quá à. Mẹ đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi. Con cứ ra nói với ông ấy là nhà ta không còn gì để cho. Nói ông ấy muốn có gạo thì ngày mai hãy đến xếp hàng. Nhưng mẹ ơi, con cứ làm theo lời mẹ đi. Dạ. Sao rồi con? Dạ mẹ con bảo ngày mai chú hay đến. Bây giờ nhà con không còn cái gì để cho chú hết. À, chú nhờ con cái này được không? Con có biết là ngày mai á là nhà mình sẽ phát gạo á, từ đầu hàng hay là cuối hàng vậy con? Dạ con cũng không biết nữa. Có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn và bỏ cuộc giữa chừng. Đúng là tính nào tật nấy, không thay đổi. Có phải mình đã đối xử quá hà khắc với chồng mình chăng? Nhưng thử thách này anh ta không vượt qua được thì mình cũng không tiếc làm gì.
bà con cô bác. Hôm nay là ngày thứ ba gia đình con phát gạo cứu bà con qua cơn ngặt nghèo. Với số lượng gạo có hạn mà mọi người thì đến đông. Bù lại hai ngày qua, hôm nay mẹ con dặn dò sẽ phát hai đầu hàng. Người xếp cuối cùng và đầu hàng sẽ được phát một lúc. Kỳ vậy? Sao cứ mỗi lần tới tôi là hết gạo vậy? Hả? Mọi người ai cũng có phần hết, tại sao tôi không có? Ông trời đây muốn treo người tôi đúng không? Ông muốn tôi chết ông mới vừa làm phải không? Tôi không cần nữa. Tôi không cần mấy người thương hại tôi đâu. Tôi chết cho mấy người coi, tôi chết cho ông trời coi nè. À! À! Ơi, chú có sao không vậy? À! Con hỏi là chú có biết làm việc gì không? Việc hả? Việc gì chú cũng làm hết á. Chú siêng năng, chú khỏe mạnh lắm. Con nói đi. Mẹ con thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên là hỏi chú có muốn làm giúp việc nhà con không? Con cứ nói với bà chủ lớn á là việc gì chú cũng làm hết. Chỉ cần mỗi ngày á cho chú ba bữa ăn thôi là chú sẽ làm hết. Không bê trễ, chú siêng năng lắm. Dạ, vậy chú đi nha con. Tất cả mọi người nghe đây, mỗi người sẽ được nghỉ 3 ngày Tết. Ba chủ thưởng cho mỗi người 5 quan tiền để đánh bạc cho vui. Hết thì cho thêm. Nè. Dạ, tôi không lấy đâu. Sao không lấy tiền? Tôi không đánh bạc đâu. Không đánh bạc? Đánh bạc thôi mà. Ba ngày Tết chơi cho vui. Nè. Ngày xưa cũng vì cờ bạc mà tôi mới ra nông nổi như thế này. Tôi đã buộc chỉ ở cổ tay và thề rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không đụng vào nó nữa. Cũng vì cờ bạc mà vợ tôi mới bỏ tôi đi. Tôi chỉ sợ từ đây tới lúc tôi chết đi, tôi không gặp được nàng để nói những lời xin lỗi với nàng. Tôi sẽ ân hận lắm. Tôi nghe anh nói thì thấy thương tình. Anh cứ cầm 5 quan tiền này đi tìm vợ đi. Nếu chưa tìm được, tôi sẽ cho thêm. Dạ, dạ đa tạ bà chủ, đa tạ bà chủ. Anh kia, có tìm được vợ hay không mà mặt mày buồn so vậy? Tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng mà không gặp. Thôi, anh vô phụ dọn mâm cơm lên nhà trên đi. Bữa nay á là ngày cúng giỗ của cha chồng bà chủ á. Mâm cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi để trên bàn nha bà chủ. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Con có làm mâm cơm mời cha về ăn. Cha có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh vợ chồng con sum họp nghe cha. Cụ ông Trần Lai sinh năm Ất Dậu,
Sao tên của ông này? Đó là bài văn tế để đọc trong ngày giỗ của cha chồng tôi. Cha chồng của bà chủ à? Đây là tên cha của tôi mà. Mình không nhận ra người vợ của mình sao? Mình tại sao mình lại bỏ chạy? Chẳng phải mình đã tìm kiếm mấy lâu nay để nói lời xin lỗi sao? Em đã nhận ra mình, em đã dùng đủ mọi cách để thử mình. Em biết mình đã bỏ tất cả những thói hư tật xấu để tu chí làm ăn. Cho nên đúng ngày giỗ cha, em mới cho mình biết. Cha, cha về chứng kiến cảnh vợ chồng con đoàn tụ sum họp nghe cha. Cha, xin cha tha tội bất hiếu cho con. Mình ơi, mình tha lỗi cho anh nha mình. Mình đứng dậy đi. Hai con à? Dạ. Đây là hai đứa trẻ mồ côi. Nhân viên đưa em gặp tụi nó để nhận làm con nuôi. Chào cha đi hai đứa. Yeah.